À, ra là mày nãy giờ mày rỉa chân tao, bây giờ tao câu dính được mày rồi nè. Công nhận vừa học mà vừa câu cá được, vui thiệt cái mày. Không biết là cái biệt thự của thầy có bị ngập không ta? Chắc không rồi ha. Cái biệt thự của thầy mà ngập chắc nhà tao còn có cái nóc không á mày. Thầy đứng yên coi chừng lọt dưới cá nó rỉa chân cốt thầy nha. Ôi thầy xin lỗi mấy đứa nha, hôm nay nước ngập quá thầy không đến sớm được, thầy phải nhờ ma xương trắng rước thầy đó. Em thấy nước ngập vui muốn chết luôn á thầy, vừa học mà vừa câu cá được nữa, trời ơi sung sướng ghê á. Tao không thích điều này chút nào, chắc tao nghỉ hết cái mùa này tao mới đi học á mày ơi. Ở chỗ chúng ta thì lâu lâu nước nó mới ngập lên một lần, các em thấy vui, các em thấy thú vị. Nhưng có một nơi ở Việt Nam chúng ta, khi mùa nước về, đó là nỗi ám ảnh của họ. Nước thì ngập rất là cao, không như ở chúng ta, có khi ngập mất cả ngôi nhà luôn. Để hiểu rõ hơn thầy sẽ cho các em xem clip này. Đây, đây là hình ảnh miền Trung của chúng ta lúc mưa về lũ đến nè các em. Các em đã nhìn thấy sự cực khổ của người dân ở miền Trung chưa? Thầy ơi, vậy rồi mình có cách nào để giúp họ không thầy? Nước ngập vậy họ trên nóc nhà rồi lấy gì ăn, rồi lấy gì sống thầy? Tất cả người dân Việt Nam chúng ta đang hướng về miền Trung, quyên góp tiền để mua lương thực giúp đỡ cho người dân ở đó. Thầy ơi, khi lại chúng ta cũng quyên góp để giúp đỡ họ đi thầy. Không giúp được nhiều thì chúng ta giúp được ít. Được, nếu em nói như vậy thì cả lớp chúng ta sẽ lên đường đi giúp đỡ miền Trung thôi. Chú ơi, lấy cho con loại mì nào ngon nhất, loại nước nào xịn nhất, tiền bạc không quan trọng thầy, con trả chứ không phải con. Tổng số tiền của mình là 36.000 đô thầy. Uầy, 36.000 đô hả? Bây giờ tôi chỉ có nhiêu đây thôi, anh nhận giúp nha. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Ủa thầy đâu tụi bay? Té chết liền. Uầy, cuối cùng cũng đủ tiền rồi, bây giờ tôi thanh toán và lấy lương thực đi nha. Uầy mày xương trắng, trời ơi anh em bao nhiêu lâu nay tôi tin tưởng mày sẽ ginh hết đống này ra ngoài mà. Xong rồi đúng không? Chúng ta đi thôi. Trời em ơi, trời em ơi, trời. Chờ.